Chào cả nhà. Thì hôm nay mình sẽ nấu cháo gà nha cả nhà. Mình mua được con gà đi bộ nè. Con gà này mình mua 15 đô các bạn. Đó. Thì ông xã mình đi câu rồi, mình nấu cháo gà để ông xã mình về ăn. Trong thời gian mà đi làm gà đó các bạn, thì mình sẽ bắt cái nồi nước lên các bạn. Bắt nồi nước lên cho nó sôi đi, cái mình làm gà xong cái mình bỏ gà vô ha. Rồi gà này sau khi mình nó làm sạch rồi đó các bạn, thì mình sẽ bỏ vào trong cái nồi nước mình đang nấu trên đó đó. Mình nó sôi lên ha, nấu cho chín gà. Mua thường mình mua gà trống các bạn, thường gà mái á, thì nó nhiều mỡ lắm, thì mình mua gà trống thôi. Gà trống ăn ít mỡ hơn các bạn, ít bệnh. Rồi mình bỏ vào đây một củ hành tây và một ít đường phèn và một ít bột nêm nha các bạn, để cho nó thấm vào thịt gà đó. Khi mình ăn thịt gà thì nó không bị lạc đó các bạn. Gạo thì sau khi mình vo sạch thì mình sẽ đem đi rang lên nha các bạn. Đem rang lên cho nó hơi vàng vàng đó, thì mình nấu cháo nó sẽ nhừ và nó sẽ ngon hơn nha các bạn. Gạo sau khi mình rang thì mình sẽ đi ngâm nha các bạn. Mình ngâm vào trong nước cỡ 15 phút đó, thì khi mình nấu cháo nó sẽ nhanh nhừ hơn. Khi mà mình đã vớt bọt xong xuôi đó, thì mình sẽ cho gạo vào nha các bạn. Gạo mình đã ngâm thì mình sẽ cho gạo vào. Để khi mà gà nó chín thì gạo nó cũng vừa nở đó các bạn. Gạo nó rất là ngon luôn, cháo nó ngon lắm. Và mình sẽ nấu từ từ. Nấu khi mà mình xơm cái đũa vô mà thấy lủng cái con gà thì mình sẽ lấy gà ra nha các bạn. Sau đó thì mình sẽ nấu khi mà cháo mình nó sẽ chín, nó nhừ theo mong muốn của mình thì mình sẽ tắt bếp và nêm nếm nha. Gà chín rồi, bây giờ mình sẽ gắp nguyên con gà này ra nha các bạn. Đó. Mà mình xơm á, mình thấy nó lủng rồi đó, mình sẽ gắp nó ra. Để cho nó nguội rồi, mắt mình xé ra các bạn. Ăn cháo gà thì mình để gà xé nó ngon hơn ha. Cháo mình cho nó sôi từng từng vậy thôi, để cho nước mình nó được trong á các bạn, trong nó ngon hơn. Mình có mua được mớ nấm rơm nè các bạn. Thì ở đây không có nấm rơm tươi, mình mua nấm rơm đông lạnh các bạn. Nấm rơm này mình sẽ bỏ vào nồi cháo nha các bạn. Các bạn lưu ý nha, nấm rơm á mình đừng có để cho nó rã đông, mà mình bỏ vô cháo thì nó sẽ bị dập nấm rơm các bạn. Mình bỏ nguyên đông vậy nè, mình rửa sơ đi rồi mình bỏ nguyên á, nó còn đông thì bỏ vô nồi cháo luôn thì nấm rơm của mình sẽ còn tươi nha các bạn. Đây thành quả cháo của mình nè các bạn. Đó. Nó nhừ rất là ngon nha. Gà. Con gà xé ra được riêu nè các bạn. Một miếng gỏi. Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay vợ chồng mình sẽ quay lại với kênh của mình. Lại gặp mặt nhau nữa. Bữa giờ lâu quá rồi không có làm YouTube các bạn ơi. Cũng bận rộn quá mà. Thì bữa nay hai chồng mình nấu món cháo gà. Nấu món cháo gà ăn các bạn. Cháo gà đi câu gì mà vô cháo gà này là còn dữ bằng nữa. Cho ông xã ăn cái đùi gà nè. Bỏ đây cho nó nóng. Xịt miếng tiêu, em xịt tiêu không? Đó. Ừ. Rồi cái đùi gà vô lên đầy cái tô rồi. Con gà mà mình xé được nhiêu đó các bạn, xé được như thịt gà thôi nè, được có một dĩa thôi. Tô về mà ăn cái tô cháo với nấm rôm này còn gì bằng nữa. Nói chung là lâu lâu nấu cháo gà cũng ngon các bạn. Thì cái cách chia sẻ cháo gà này á, nó cũng đơn giản dễ nấu các bạn, mà nó cũng dễ ăn nữa. Khi mình nấu cái mình bí á, rồi mình mua con gà về mình nấu cháo gà ăn gì mà nó đơn giản các bạn. Thôi mời các bạn ở bụng rồi. Đi bữa nay đi câu về các bạn, câu được một mớ cá về để làm khô các bạn. Bữa nào mình sẽ chia sẻ về cái cách làm khô cá mà cá biển mà các bạn đi câu á. Câu về mà các bạn ăn không hết thì các bạn có thể làm khô á, mình phơi để mùa đông mình ăn các bạn. Thì mình đã làm thử rồi, ăn rất là ngon các bạn. Đã câu được mớ cua nữa. Cua cá. Ở đây không có thiếu đồ ăn. Bữa nào review cái chuyến đi câu
chuyến đi câu mình quay cảnh cảnh mà kéo cá đó. Tìm hiểu cái chỗ nào mà đi câu mà nhìn thấy cảnh nó đẹp đó các bạn, mình sẽ quay cho các bạn coi xung quanh đó. Nói chung là cũng giúp mình thư giãn rất là nhiều các bạn. Ở bên Việt Nam mình á, nấm rơm á các bạn, mình được cái nấm tươi, còn bên đây á mình mua nấm đông lạnh. Thì mình về mình nấu á, các bạn đừng có rã đông ra, các bạn chỉ rửa sơ thôi để cho nó bớt cái mấy cái chất mà người ta bảo quản bên ngoài đó, rửa sơ thôi cho nó vừa tan thôi, thì mình bỏ qua một tô cái nồi cháo của mình thì cái nấm của mình nó sẽ tươi và nó sẽ không bị dập á các bạn. Rửa nó dập á, nó mềm lại, nó bị mềm mà nó bị dập á. Ngon, bỏ vô nó giòn, nó ngon gì đâu luôn á, cháo nhừ ngon quá các bạn. Mời các bạn ăn cháo với vợ chồng mình nha. Bữa giờ nghe nói bên Việt Nam mình Covid nó lại phát triển nữa phải không các bạn? Nó lại tái xuất giang hồ. Còn mình đây thì nó tái xuất rồi, nó quá trời nhiều rồi. Nói chung là bên đây á, nó nhiều quá mình cũng không có sợ nữa các bạn. Mình cũng đi làm bình thường vậy không? Không có sợ nữa, lúc trước thì mới thì còn sợ, bây giờ hết sợ rồi. Phải sống chung với nó thôi, không sao. Giờ mình hết sợ nữa rồi các bạn ơi. Đó là Việt Nam mình, cố lên. Ở đây thì khỏi cố. À, sắp có vaccine rồi nên là cũng đừng lo lắng quá, sắp có vaccine này. Bữa giờ mình bị nhức răng các bạn, cái răng cùng của mình biết thần như nó bị nhức tới cùng, nhưng phải nó cùng ăn hết ngon các bạn, nhức răng là ăn không ngon. Lấy tay cho nó. Bị đau răng. Nhà có một bên. Hết ngon. Cái này ăn bằng tay. Đó. Đây nè. Đây, mời các bạn. Như là gà mình thôi chứ không có khác với gà mình đâu. Thứ một này. Còn gà Mỹ á, một xì. Cái này là ngon nhất. Chồng ăn hết con gà, hai lần hết con gà. Ở đây á, các bạn là thích ham thích ăn mỡ gà, các bạn nên mua gà trống, còn mua gà mái mỡ gà. Gà trống không có mỡ. Da không ăn. Này không nên ăn da nhiều. Không có đổ ít đổ mồ hôi, ăn da nhiều nó bị cholesterol. Không ăn da. Ở Việt Nam đây da là ngon. Mà ngon thiệt da. Giờ mình sẽ đi ăn cua các bạn. Cua ngon. Miếng cháo hả? Cái đùi là no đúng không bạn? Ăn cái đùi này xong mà ăn tô cháo này sẽ không hết luôn á. Cái đùi là no à. Này các bạn, xã đi câu về được một dĩa cua luôn. Dĩa cua. Câu được nhiều lắm nhưng mà mình chia ông anh hết rồi, mình lấy có mấy con thôi. Tại vì có mình ăn à, nên là mình một mình ăn thôi. Ăn như đủ rồi. Bao nhiêu đó là cũng đủ lắm rồi. Cái cua.
ăn hai cua. Ăn đây ăn không ăn không? Ở đây câu cua ngoài biển các bạn. Để cái đùi gà buộc dây để xuống, cua nó bu lại hai ba con kéo lên giật coi. Còn nhiều hơn là cua nuôi ở Việt Nam mình nữa. Bữa nay em đi quay lần cho các bạn coi. À, thì cua câu đó. Mấy lần Việt Nam. Nhiều hơn cua nuôi. Cái này mình phải tách ra rồi mình đi rửa nó các bạn. Tại vì mình mới mở mà mới ấy nên là mình phải rửa nó. Khác không? Tại vì cái này nó có gạch nhiều lắm, mình phải rửa bỏ gạch đó các bạn. Chứ ăn gạch nhiều nó không có tốt. Ở bên đây đó, tại vì ở bên đây á mình không có ra mồ hôi á. Nếu mình ăn gạch này nhiều á, mình sẽ bị cao mỡ các bạn, ta kêu là cao cholesterol đó. Với lại là mình bị vướt đó các bạn. Nó có nhiều đạm đó, nó làm cho mình bị bệnh. Bây giờ mình sẽ đi rửa nha các bạn. Đi rửa sạch này các bạn. Việt Nam. Mình rửa sạch giống vậy nè. Việt Nam thích ăn rồi cua. Mình sẽ ăn cho nó ngon hơn. Việt Nam thích ăn gạch thôi. Ngon, béo. Còn đây mình. Cái này thì người Mỹ người ta thường chấm với bơ các bạn. Ta luộc xong cái ta sắp chung với một cái muối, cái loại muối mà ta nấu cái con tôm hùm đất đó các bạn. Xong người ta sẽ tách ra và mình chấm với bơ tỏi á. Rất là ngon các bạn. Còn này mình sẽ ăn theo kiểu Việt Nam, mình sẽ chấm muối tiêu chanh. Càng càng bự. Ủa càng nó bự nè. Này giống con ghẹ Việt Nam á. Nó cũng còn chắc. Thật có là Việt Nam là con ghẹ đó. Con này nè. Không phải không? Con ghẹ nó bông. Ghẹ thật tấm mềm không? Dạ nè. Dạ mẹ. Nó dài cũng được kìa. Đó, được mà. Tức đá. Câu xong cái để vô cái thùng, đổ ra á vô. Đổ nó bia vô ầm vô trong đó. Là nó sẽ không cử động nữa. Nó bị tê lại nè. Nó còn sống mà, nãy nó còn nhúc nhích á, đi về. Thịt nó không có ấy đâu. Đó, bút ra luôn à. Đó, thịt nhiều mà. Ngon. Để đá mình khỏi cần luộc. Ở đó. Bỏ đá thôi. Nhiều mà. Ôi no các bạn ơi. Quá no rồi. Không hết. Ngon miếng. Một cái đùi gà nhiều quá. Bự quá. Cua này chắc mình ăn cũng không hết. Rồi để ra để dành nấu bánh canh cua hả, nấu súp cua các bạn muốn không? Ăn miếng vậy thôi, không ăn nhiều. Clip mình xin tạm dừng ở đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào clip tiếp theo. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết clip của vợ chồng mình. Không biết nói gì thêm nữa chứ. Ừ, hoài suy nghĩ hoài ra cái gì à, tạm biệt các bạn nha. Nếu các bạn thấy hay các bạn thì các bạn nhớ bấm like chia sẻ. Sao nữa bấm like chia sẻ rồi sống. Vậy nè, chào tạm biệt cả nhà đây. Rồi, đây chào tạm biệt nha. Các bạn nhớ đăng ký like share ủng hộ giúp mình nha các bạn. Để cho mình có động lực để mình làm thêm nhiều video hay đi các bạn coi. Các bạn nha.